Và Nhi quay trở lại với cuốn sách thứ hai trong bộ sách 12 tháng của mình. Trong cuốn sách lần này, các bạn sẽ được trả lời cái câu mà các bạn luôn thắc mắc trong cuộc đời này là làm sao để mà phân biệt được giữa tình yêu và tình dục. Tình yêu thật sự mà bạn đang tìm kiếm trong cái cuộc đời của mình nằm ở đâu? Cho các bạn biết và hiểu rõ hơn về chính bản thân của mình, cũng như hiểu rõ hơn về những cái kiến thức mà bạn nghĩ là bạn đã biết. Đừng có quên đặt lịch tập sách vào ngày 12 tháng 2 năm 2022. Và Nhi sẽ gặp lại các bạn ở trong cuốn sách tháng 2 của mình.